Bán nhà đường bán 2 này ngang dài 15 m, tiền đường bán 2 phù hợp cho dân phòng thì bề ngang mặt tiền là 10-15 m, thì tổng diện tích đất là 530 m², trong đó là thổ cư là 510, nhà thì 2 lầu 1 trệt. Có sẵn số điện thoại, anh chị cần mua thì vui lòng